Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là dàn sưởi trong xe của xe DU Matiz 3. Matiz 1, Matiz 2, Matiz 3. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty GBC Hàn Quốc. Đây chính là cái dàn sưởi phía mặt trước này, mặt sau và bên sườn của dàn sưởi. Dàn sưởi được sản xuất từ nguyên vật liệu chính là 100% là từ nhôm. Đây. Quy cách đóng gói của sản phẩm là mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp như thế này. Đây, đây là cái mã OM của sản phẩm này. Đây là items, tức là tên Hester Corey AC, tức là cái dàn sưởi phía trong xe. Đây là tên của công ty. Đó. Đây, đây đó. Em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là dàn sưởi trong xe của xe DU Matiz 1, Matiz 2, Matiz 3. Anh em quan tâm cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.